ngày 12 tháng 7, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang Tòa án Nhân dân cung cấp để chuẩn bị xét xử bị can Nguyễn Minh Phúc, tự xưng là sư thầy Thích Tâm Phúc, sinh năm 1983, ngụ xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Theo cáo trạng, năm 2021, bà T, ngụ huyện Hóc Môn, có mua một thửa đất 420,3m2 nằm trong thửa đất rộng diện tích 892,9m2 tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, với giá 2,4 tỷ đồng, nhưng chưa làm thủ tục tách thửa được. Ngày 7 tháng 10 năm 2022, bà T thông qua ông V, ngụ huyện Củ Chi, giới thiệu và quen biết Phúc để nhờ làm thủ tục tách một thửa đất thành hai có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng. Phúc đồng ý, dù không có khả năng làm thủ tục tách thửa đất và cũng không có mối quan hệ nào để có thể làm thủ tục. Phúc thỏa thuận với bà T và anh V làm thủ tục tách thửa đất với chi phí là 135 triệu đồng. Phúc nhận trước 70 triệu đồng. Thông qua mạng xã hội, Phúc thuê làm hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả. Sau đó, Phúc đưa cho bà T một giấy, còn một giấy giả và một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật của bà T thì Phúc cất. Phúc đợi đến khi bà T đưa 65 triệu đồng còn lại mới đưa giấy giả thứ hai cho bà. Sau khi hành vi của Phúc bị phát hiện, Phúc bỏ trốn sang Thái Lan. Ngay khi Phúc vừa về lại Việt Nam, công an huyện Củ Chi đã triệu tập Phúc để làm việc. Sau nhiều lần quanh co thì Phúc khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Từ năm 2000 đến năm 2010, Nguyễn Minh Phúc tu học tại chùa Hoàng Pháp, huyện Hóc Môn và chỉ mới làm lễ quy y, chưa xuất gia. Với danh tự xưng là Thích Tâm Phúc, ông nổi lên trên mạng xã hội với những đoạn video ghi lại các hành vi không phù hợp, gây hiểu lầm xã hội đối với người xuất gia.